ở trên cái kênh của AS Mobile. AK thần kỳ. Cười cái cũng cãi hết cười. Bộ ngực thần kỳ. Bộ ngực thần kỳ. Ê, nghe ghê quá. Còn cái đấy là anh tự nói hay là qua cái sao kẹt đó? Phải cái qua sao kẹt, anh làm gì có sao kẹt em. Nghe nó buồn cười vậy chứ. Anh không có sao kẹt nào đó. Cái đấy chỉnh được mà có chỉnh được cái tiếng theo kiểu lồng tiếng anime ấy. Tiếng chip măng các thứ các kiểu là em chả biết chỉnh. Con trâu tăng cây. À, đây vùng xanh nè, tới đâu vùng xanh. Taru là con gì? Có em ai có ai bảo con chó là con gì không? Con kêu đó, con kêu đó chị, con kêu đó. Con Taru là khác, con kêu là khác. Kêu. Vú, vú. Hả? Hả? Tao vú. Tao tôi vú. Giá chạp bâu thần kỳ. Cái gì thần kỳ đó? không nghe được. Em không nghe được. Em cũng không nghe được cái gì. Giá chạp bâu. Cái cá chà bô. Giá. Biết cộng giá không? Biết cộng giá không? Giá chà bô. Giá chà bô. Giá chà bô là gì? Giá chà bô. Phải giá chà bô chứ. Giá. Giá chà bô. Giá. Biết cộng giá không? Biết cộng giá không? Biết không? Nhưng mà giá chà bô là cái gì? Giá chà bô. Là sao lại là giá chà bô? À, dịch ngược lại. Không biết giá đâu, biết dịch ngược. Anh cũng không biết dịch ngược đâu. Kêu chà bá. Chịu thôi, em cũng không biết dịch đâu. Ông này bậy lắm, không chơi. Bậy cái gì? Chơi gì? Ô, em có cái đạn 40mm này, anh lấy không? Đạn đó bỏ vào súng nước bắn rồi. Bắn cả súng nước, súng điện chứ. Ở đây là cái súng nước. À, súng điện. Ok, phát thai. Đạn 40cm à, quên, ừ, đạn 40mm đấy chị. Không, không lực quá. À, đẹp quá rồi. À, ra bậy. Ok, ra bậy. Ok. Hay lắm em. Mệt. Chơi, đúng rồi, chơi với phụ nữ mệt quá. Còn chơi với phụ nữ không mệt thì còn chơi với cái gì mệt nữa má ơi. Chơi với phụ nữ là cạn ngôn. Có phải gánh đâu. Cái gì vậy nè? Cái gì mà Ren ghi vậy? Ai làm gì em vậy? Ai Ren? Em có Ren đâu. Làm như ai lúc nào cũng Ren giống anh ý. Thôi đi. Không có địch luôn. Mình sẽ dùng bộ combo 2 khẩu súng trường nha các bạn. Tầm xa thì mình bắn Famas, tầm gần thì mình bắn AK nha các bạn. Tại sao vậy? Tại vì đó là bộ combo cực kỳ nguy hiểm đến từ vị trí của AS Mobile. Chỉ có AS Mobile mới chơi được vậy thôi. Em thấy anh chơi cái gì anh cũng bảo anh nguy hiểm cả. Ừ, anh lúc nào mà không nguy hiểm. Vậy bây giờ anh chơi bộ combo súng xa là Famas, còn súng gần là AWM đi anh. Được, cái đó cũng được. Đâu ạ? Cái đó chơi hoài luôn á. Không thấy mấy video clip đợt trước hả? Anh cầm Adobe anh xoáy hả? Ơi, ba thằng. Ở đây ba thằng. Ở đây ba thằng nha. Sao lại biết? Chỉ có anh biết thôi, mọi người không biết đâu. Người ta đâu có trong sáng đâu, người ta là con người. Ờ, có sao nói vậy, hiểu gì nói nấy. Thì ông đi đọc như thế thì chẳng giống cái gì bu chà bá à, hay là cu chà bá hay gì đấy. Chỉ cục thật đấy, người ta nghe gì thì người ta nói vậy thôi. Đúng. Chứ gì nữa anh nhỉ. Người ta kêu gì làm nấy thôi. Không nha, tùy từng lúc nha, tùy từng cái nha. Thật là khổ quá. Đít. Đít kia. Từ trên trời rơi xuống. Ai bắn nhờ, ai bắn cái gì ạ?
thôi, bán gì đâu anh. Sao nghe ai tiếng? Bán gì đâu. Đúng rồi, anh nghe lộn rồi. Ờ, anh nghe lộn rồi. Lộn, lộn cái bàn á. Cái này anh nghe lộn mà, đâu ai nghe bắn cái gì đâu. Đúng rồi, anh chẳng nghe cái gì hết trơn rồi. Đúng rồi. Ok, ok em phai, ok. Ok. Không phai rồi thì anh làm gì? Ok. Cạn ngôn. Chẳng muốn nói gì nữa. Thôi nói đi. Tí nữa chết đừng có la lên. À anh Sang, anh Sang. Ủa có bao giờ em la anh Sang đâu. Lúc nào em chả có ép. Ok. Tí nữa con heo bị thọc huyết. Vậy rỗi dã man tí không nhờ ép cứu nữa, nhờ chị Na với cả muội cứu. Chắc nó còn sống để cứu. Chắc nó còn sống hồi để cứu. Hồi nãy là tại đông em mới chết, em bắn gục hai thằng rồi mới nhắc lại tức ghê luôn á. Ok em phải. Đừng bao giờ xem thường người khác. Ok, ok. Rõ ràng bắn gục hai thằng rồi cái tụi kia nó lên, là cái tụi đó không biết ở đâu ra. Tự nhiên không bắn nhau thì thôi, tự nhiên bắn nhau một cái lòi một đống á. Ok, cực kỳ thuyết phục. Cực mình kỳ thuyết phục. Ok, cực kỳ S1 cực kỳ thuyết phục. S2 thì sao? Cực kỳ thuyết phục. Chị gì S1, S2 nghe như kiểu rồi giấm của Menden vậy. Còn S3 thì sao? Cũng cực kỳ thuyết phục. Cực kỳ thuyết phục 3000. Anh hỏi chấm 3000 gì? Nếu biết. Tao thấy sao là tao vậy. Ok, được thôi. Sao? Sao tí nữa nè, tí nữa thằng tí nữa đứa nào gục trước là nè, CMT đầu nè. Đấy, thế nào nói nhiều để đi gục trước nè. Ừ, tí nữa gục cái. Ê, CMT đầu. CMT thứ ông hai. Ông ấy ngồi đấy, ông đập mìn hay là cái gì nữa. CMT thứ ba. Hót cả tim. Cực kỳ thuyết phục. CMT thứ bốn. CMT năm. CMT là cái gì? Mèo biết. Thấy quân tình quân... Cái CMT luôn. Ai biết đó. Quân tình người ta hay nói vậy thôi. Quân tình là cái gì luôn? Ai biết. Thế dạo này anh bị, anh có hút cần không? Hay là anh có hất cùn không? Tự nhiên anh nói những cái điều mà em không thể hiểu được. Em mới hút cần, em mới hút bồn cầu chứ hút cần. Không, em hút bột mì thì em biết rồi. Em chắc là hít nhầm gì rồi. Em hít nhầm muối ớt xanh nữa. Bột mì thôi chứ em không hút cần á. Vác hai cây xuống trường, đúng rồi. Mình đang vác hai cây xuống trường nè. Thấy chưa? Nè, tí nữa nè. Tí nữa ta xem đầu cho coi nè. Đứa nào chết ta xem đầu. Xem đầu. Ta xem đầu. Lớp. Lớp 3000, lớp 2000, lớp 30000. Nào, lớp. Có người. Đâu, lớp. Trời ơi, chỗ mấy cái lớp trái tim, lớp trái tim, ok, lớp trái tim. Ui. Ok, trái tim lớp, trái tim. Trái tim lớp. Ai lớp? Ok, lớp. Lớp trái tim lớp. I love you baby so sweet. Gơ. Trời ơi. Nóc ba thôi. Cực kỳ thuyết phục. Cái chạy xuống dưới rồi chị. Anh này giết hắn không? Sao còn sắp tưởng này. Thì bê qua bên trái rồi. Trời ơi, tưởng đâu ghê gớm lắm, ai ngờ cực kỳ thuyết phục. Nó đâu rồi? Thôi, cái gì mà anh dễ chết lắm, giống anh dễ chết lắm em. Ủa? Sao vậy? Ủa không ai cứu mũi hả? Ôi vậy? Sao con mũi nó chết từ cái đời nào rồi cứu? Cứu khi cứu cãi á. Em tưởng là có người cứu mũi chứ. Nè, nó gạt từ cái đời mà Napoleon mà con khủng long còn mặc quần đùi á em à. Ủa? Mấy đồ, mình tưởng đâu có người cứu rồi mình mới không ấy.
Final gì em vừa tới, anh vừa tới là con muỗi nó chết rồi. Em biết em muốn kêu rồi đó. Sau này em muốn kêu, em dùng 4 kêu đó mua nhà 4 lầu mà ở. Cực kỳ thuyết phục. Cực kỳ thuyết thôi, phục. Mua đừng mua nhà 4 lầu, mua nhà 4 lầu mệt lắm, không mở được hết đâu. Không, mua nhà 4 lầu nó mới sướng. Sướng cái gì? Sao sướng? Dọn thì không dọn được. Khổ thân. Mệt thấy sướng ra xong rồi bảo sướng chả biết sướng cái gì luôn. À, ném nét vậy. Cái gì? Nãy giờ nó không kêu đó. Thật đang bực hết cả mình không kêu nè. Ơi chị không thích bánh bắn giảm thanh đâu, chị thích bắn có thanh cơ. Nè tí nữa nè, coi nè. 15 phút 64. Nameren. Nameren. Ê 13 phút 37 có thằng bên tay phải. Thật hôm nay hay lại tình báo giả đấy. 13 phút 37 giây có thằng bên tay phải. 13 phút 39 giây có thằng bên tay trái nữa. Ai biết. Sao lắm thế? Thì thấy thấy trên comment YouTube nó hay nói vậy thì đương nhiên mình nói vậy đó. Ôi em lại xạo đó. Đừng có mất tin. À, hiểu rồi, em qua hai mấy cái vậy. Cực kỳ thuyết phục. Nó dám chế từ cái câu cực kỳ nguy hiểm của tao ra đó. À tưởng sức mạnh là quen đi. Hết cực kỳ nguy hiểm. Hồi xưa là cực kỳ nguy hiểm, bây giờ cực kỳ thuyết phục. Vài bữa nó cực kỳ vãi đái. Vãi đái là gì anh? Liên quan. Ê, tao ke được cái đầu của thằng này nè. Ôi, có tem chạy kìa. Nó chạy qua kìa. Nó chạy vô đến nhà rồi. Rồi, ôm bắn cái gì đó, anh bắn. Ui, thằng này chịu biết bao nhiêu đam của Famat luôn đó. Gơ không? Gơ. La gì con gà. Nó bắn ra đất tàu kìa. Cùng mẹ nó. La gì bị cắt tí đó. Mày bắn tao hả? Cái nào? Mày bắn tao hả? Trời ơi mày biết tao là không? Mày biết tao là tao có súng đó thằng nhóc à. Không. Nếu mày la còn hơn con gà bị thọc tiết nữa. Nó bắn cái gì đùng một cái luôn. Nó. Nó bắn nỏ. Đùng. Nhờ sao nhỉ? Ủa nó ngoài bo rồi. Nó xung nó bắn ghê nhỉ. Cứ từ từ mà bắn nha. À! Anh ơi nó bắn em ở đâu. Nỏ chị bơm máu vô đi. Mẹ ơi. Bị mất máu liên tục vậy? Tao cái bắn nổ, cho tụi nổ. Mày té té đái luôn này nha, đậu xanh đó. À! Mẹ nó cay thế nhờ. Em sẽ đợi nó chạy bo. Mẹ cha mấy cái thằng Adup. Là bắn kỳ lắm nha, là bắn cái gì hả? Là bắn nỏ được. À! Mẹ sao cứ đưa đầu ra cho nó bắn được Adup vậy trời. Bà nội che đó. Có xe. Nè tao cứu cái măng á. Tao bắn mày á. Nó lòi đầu lên kìa, nó lòi đầu lên. Ở trong cái nhà vệ sinh kìa. Ở cái nhà này có phải nhà vệ sinh không ta? Nhà nào nhà vệ sinh? Cái nhà kia kìa anh, cái nhà còn nó đó. Thêm ngồi đây làm gì vậy? Cái này cũng là cái nhà đấy hả? Em ngồi đây làm gì? Ôi, có xe bên tay phải. Nó còn trong không nè? Nó có thể ra ngoài á, nó vòng. Nó vòng ra ngoài, nó vô bo nè. Vô bo nào. Nó sau rồi anh, nó sau phía nó chạy về phía nhà máy điện á. Ở phía cản á. Xe, để em nghe tiếng xe. Mẹ, tao bắn tụi mày nè.
Tao không bắn tụi mày mới sợ. Tụi mày làm tao mất biết bao nhiêu giáp na. Na ơi, thủ, anh cover vị trí. Anh cover được. Thủ bên đi. Bên trái em gốc cây. Ây á! Sao nó cứ bắn mình hoài vậy ta? Có thằng củ cải nào ngoài bo? Mày bắn tao cho nó chịu bo đúng không? Đây nè. À! Cho phép. Mẹ nó. Đâu thế nhờ? Ồ, cái hết rồi. Đây nè, dưới nhà này nè. Mẹ nó bắn em kìa. Nó chạy này. Tao biết là bắn ở đâu tôi chết liền luôn á. Ở đâu vậy anh? Ở dưới nhà, nhà xăng á. Nhà xe. Ok. Thank you anh. Mẹ nó. Bắn tao hoài luôn á. Mày bắn tao đi. Nó chuẩn bị chạy lên nè. Cái này ngoài bo bắn nha. Không biết. Ôi, cái kill đầu tiên của mình. Ôi. Nó rồi. Nó ngồi chỗ đó nè, chỗ nó mày ngang lắm á. Chỗ đó đúng rồi, chỗ đó. Tiêu rồi. Hay nó chết bo rồi. Má là những mày đi. À đây. Con ghét anh ơi. Đâu vị trí? Ui bên kia có kìa. Mày tới đây, tao thách cả nhà mày tới đây đó thằng nhóc à. Wow, em giết được người nè. Ờ hả? Ui anh ơi, anh ơi. Ở trong kho. Em bò xuống anh cứu em nha. Ok. Trong kho kìa anh. Mẹ la gì ghê hả? Tàu bắn nè. Ôi, cái gì ơi? Mẹ, hú hồn con chuồn gọi đại bàng cứ cắn thử con chuồn đang làm gì? Coi xe bắn thằng đau mắt gì luôn á. Cái gì? Mẹ hồi xưa hay bắn vậy đó. Hồi xưa hay bắn vậy mà. Ủa bây giờ coi lại thấy đau mắt lắm. Gương. Đắp hai cái xem cũng như. Cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem video của mình. Nhớ đăng ký kênh của mình và bật nút chuông lên để mỗi lần mình đăng video các bạn sẽ nhận được thông báo. Và đừng quên đăng ký kênh AS Mobile Streamer của mình và kênh AS Mobile Vlog nha các bạn. Vâng, và cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Bye bye.